Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Vican Immigration. Và ngày hôm nay Nhi ngồi với anh Tuấn Anh là để hỏi một cái ca bảo lãnh vợ chồng gần nhất mà có nhờ tụi mình tư vấn. Thì cái ca này á là đọc hồ sơ bảo lãnh vợ chồng inland và đã bị từ chối, và do khách tức á cho nên là họ quay qua họ nhờ vị can của tụi mình làm kháng cáo. Thì theo như mình biết là anh Tuấn Anh nói là trường hợp đó kháng cáo không có được, thì lý do vì sao này nghe. Cái video này hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc đó cho các bạn nhé. Thì anh có thể anh có thể giải thích cho mọi người á là kháng cáo là sao không ạ? Ok, đầu tiên để mình phải nói rõ hơn với bạn, cái hồ sơ này Vika không có làm. Rồi hồ sơ này là cái bạn đó, bạn nhờ một cái văn phòng luật sư khác làm cái hồ sơ này, và vì một lý do nào đó mà cái hồ sơ bị từ chối. Thì cái văn phòng đó mới nói là cái bước tiếp theo họ có thể làm là họ sẽ kháng cáo cái hồ sơ. Và chưa biết họ làm được đâu, nhưng mà họ đòi người khách này cũng cả chục ngàn để mà họ làm cái bước kháng cáo. Thì thật sự ra mình muốn làm cái video này để cho mấy bạn hiểu rõ hơn về cái vấn đề kháng cáo, đặc biệt đối với hồ sơ bảo lãnh vợ chồng trong Canada, bởi vì bảo lãnh vợ chồng trong Canada thì không có cái quyền kháng cáo. Ủa anh, em thắc mắc đó là kháng cáo có nghĩa là mình kêu người ta xét lại bộ hồ sơ của mình hay sao? Có nghĩa là kháng cáo là khi mà cái hồ sơ mình bị sở di trú họ từ chối thì mình có quyền kháng cáo, thì cái hồ sơ đó sẽ được cái bên tòa di trú, nghĩa là IRB, thì bên IRB họ sẽ coi lại cái hồ sơ đó và họ xem xét thử là cái người officer khi xét hồ sơ mình, họ có sai sót gì trong vấn đề xử lý hồ sơ, hay là họ có áp dụng sai cái luật, hay họ hiểu sai cái luật hay không, thì sẽ có một người khác bên tòa di trú họ sẽ review lại hồ sơ đó. Cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng inland sẽ không có quyền kháng cáo, bởi vì khi mình là cái người đang ở trong Canada, mình đọc hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, có nghĩa là mình xin người ta, mình xin với sở hữu chú là mình đổi cái trạng thái của mình từ tạm thời sang PR, sang cái status là permanent resident. Thì không, có nghĩa là cái luật kháng cáo nó chỉ dành cho những cái người nào apply xin cái visa PR. Còn khi mình ở trong Canada, mình đâu có xin visa đâu. Cho nên technically mình không có cái quyền kháng cáo, bởi vì cái hồ sơ của mình không phải là hồ sơ xin PR visa, mà là một cái hồ sơ xin chuyển đổi cái trạng thái từ tạm trú sang thường trú, từ TR sang PR. À, em hiểu rồi, có nghĩa là giới hạn trong cái luật đó là họ chỉ giới hạn những cái trường hợp mà xin visa thì mới được thôi. Đúng, đó là lý do tại sao nếu như mình làm bảo lãnh vợ chồng outland thì mình có cái quyền kháng cáo đó. Bởi vì technically khi mình làm outland là cái quy trình hồ sơ là mình xin một cái permanent resident visa, nó sẽ dán là visa, thì khi họ từ chối cái visa đó thì trong cái luật, nếu như các bạn nào đọc cái luật mình nhớ là cái section 61 của bộ luật di trú, thì họ có nói tới vấn đề đó là nếu như cái người đương đơn đó bị từ chối một cái PR visa thì mình có cái quyền kháng cáo. Còn khi mình đang là inland, đang ở trong nước rồi, nghĩa là mình đã ở trong Canada rồi, thì mình chỉ xin chuyển đổi từ trạng thái là TR là temporary resident sang PR thôi, thì đó là xin một cái authorization chứ mình không phải xin một cái visa. Ủa vậy thì em thắc mắc là trong cái trường hợp mà bạn này bạn từ chối và bạn không kháng cáo được, thì ví dụ đi nha, là hiện tại bạn đang apply cái open work permit để mà đi theo cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng và bạn đã được approve cái đó rồi đi. Thì bạn đang đi làm một cách rất là hợp pháp, thì bây giờ hồ sơ bị từ chối rồi, bây giờ bạn phải làm sao? Hoặc là một cái trường hợp khác là người ta ở Canada với dạng visitor, mà bây giờ hồ sơ người ta bị từ chối rồi mà người ta cũng không được kháng cáo, thì người ta phải làm sao anh? Có nhiều cách. Thí dụ như các bạn đầu tiên, nếu như các bạn nó vẫn còn cái work permit lúc mà mình làm hồ sơ, tại vì các bạn biết là đối với hồ sơ bảo lãnh vợ chồng inland thì mình có cái quyền xin cái open work permit. Thì nếu như cái hồ sơ của mình bị từ chối mà mình vẫn còn work permit thì mình vẫn được ở trong Canada và mình vẫn được đi làm hợp pháp theo cái work permit hiện tại. Và in fact, thật sự là bên Việt Nam mình đã từng xử lý những hồ sơ như vậy. Có nghĩa là cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng vì một cái lý do gì đó bị từ chối, thì mình cái người kia vẫn còn cái work permit, thì người kia vẫn tiếp tục đi làm và mình có thể xem xét lại cái hồ sơ đó và mình có thể nộp lại một lần nữa cho cái hồ sơ đó.
đối với hồ sơ mà những bạn là VR là đang visitor bên này, nếu bị từ chối thì tùy vào cái từ chối đó là gì. Nếu như chỉ bị từ chối một cái lý do đơn giản là họ chưa đủ bằng chứng hay là vì những người bảo lãnh họ thiếu cái giấy tờ gì đó, thì có thể mình có thể xem xét và mình nộp lại hồ sơ. Đặc biệt đối với Inland thì cái việc mà cái người đương đơn đó đang ở quá hạn trong Canada, nếu duy nhất chỉ là cái lỗi ở quá hạn thôi, thì mình vẫn được phép nộp lại cái hồ sơ đó trong Canada. Nhưng mà khi nếu như cái hồ sơ đó bị từ chối vì những lý do khác nữa, chẳng hạn như họ tìm ra mình làm hồ sơ giả, hay là mình có những cái lý do gì khiến cho hồ sơ mình là bị nghi ngờ một cái gian lận gì đó nặng hơn, thì lúc đó mình sẽ bị mất cái quyền apply Inland. Lúc đó là mình không có đơn giản cái hồ sơ không đơn giản là mình xin chuyển đổi được nữa, mà mình phải đi về lại cái nước của mình, là đi về lại Việt Nam, và mình phải làm một hồ sơ Outland từ ngoài nước đi vô. Thì tùy vào cái lý do từ chối mà họ sẽ ghi rõ ràng trong cái thư từ chối, khi mà họ gửi cho mình cái thư đó thì mình phải xem xét là lý do gì. Nhưng mà either way, bất cứ lý do gì thì cái hồ sơ Inland, mình nhắc lại là hồ sơ Inland là mình không có cái quyền kháng cáo cho cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng Inland, bởi vì nó nằm trong cái section 61 của Bộ Luật Di Trú. Ok, vậy thì em tóm gọn lại là trong cái trường hợp này thì sẽ có hai hướng. Một là vẫn làm Inland cho những cái trường hợp mà bị từ chối với những cái lý do rất là đơn giản, như là bị thiếu giấy tờ hay nọ kia, đúng không? Còn nếu như mà bị nghi ngờ mà dính vô những cái section mà người ta gian lận. Là làm giả hay là cái gì đó, thì tốt nhất là nên quay về nước. Nhưng mà em nghĩ là người ta đã nghi ngờ là giả rồi á, thì đi xét Outland nó còn khó hơn mà. Đương nhiên là sẽ hết khó rồi. Có nghĩa là khi mà có nghĩa là nó muốn, trước mắt là nó muốn đẩy người này đi ra khỏi nước này đã. Cái mục đích của di trú là nó muốn cái người này bây giờ đã bất hợp pháp rồi. Có nghĩa là khi em không còn hợp pháp nữa và nó nghi ngờ em giả rồi, trước mắt là nó phải muốn đẩy em ra khỏi Canada trước. Rồi sau đó nó sẽ xem xét lại coi thử em có đủ điều kiện để quay trở lại không. Đó, thông thường là nếu như nó nói là mình không được phép apply Inland nữa thì nó sẽ ghi thẳng trong cái thư luôn, nó là mày không còn cái quyền để mày được apply hồ sơ Inland nữa, mà bắt buộc mày phải đem nó, mày phải đi về nước và apply lại cái hồ sơ này từ ngoài nước. Ok, em có một thắc mắc là có bao giờ một bộ hồ sơ bảo lãnh vợ chồng mà giống như là anh nói bị từ chối cái trường hợp dễ là thiếu hồ sơ mà họ từ chối thẳng mình luôn không? Ủa nhưng mà theo như em nghĩ nha, thiếu thì người ta yêu cầu lại thôi, yêu cầu bổ sung thêm thôi, chứ tại sao người ta lại từ chối luôn được? Ok, có những cái lý do như vậy. Thí dụ như đúng, có nghĩa là đối với những hồ sơ định cư, là hồ sơ định cư thì nó có một cái nó gọi là quick procedure fairness, có nghĩa là một cái chuyện nó phải công bằng trong cái vấn đề xử lý hồ sơ. Nó sẽ cho mình cái cơ hội mình giải thích, nếu như nó có một cái nghi ngờ đó thì mình có một cái cơ hội để mình giải thích cái đó trước khi nó ra quyết định cuối cùng. Thì hầu như tất cả các hồ sơ về làm định cư nó đều có cái quy trình đó. Quay lại câu hỏi của em, yes, có những cái nó sẽ cho mình bổ sung, mà có những cái mình bổ sung mình sẽ không làm thay đổi được cái hồ sơ đó. Nói ví dụ như một hồ sơ mà nó từng gặp là cái người bảo lãnh cho cái người vợ đó, xuyên suốt quá trình hồ sơ thì gần tới ngày landing, gần tới ngày, có nghĩa là tất cả mọi thứ là đều ok hết, nó tin cái mối quan hệ này là thật, tất cả mọi thứ đều tin, chỉ có một điều duy nhất là nửa đường vô hồ sơ 10 tháng thì tới cái tháng thứ 7, thứ 8 gì đó thì cái người chồng đó lại tự nhiên đi ăn welfare, tự nhiên là apply welfare, apply cái social assistance, cái xin cái trợ cấp xã hội. Thì lúc đó bây giờ nó phát hiện ra thông tin là cái người này đang ăn welfare, thì cho dù là nó cho em 30 ngày để em giải thích thì em cũng đâu làm thay đổi được vấn đề là người đó đâu có ngưng welfare đâu, đúng không? Thì nó phải cần một thời gian, ví dụ như ngay cái thời điểm đó thì người đó đang ăn welfare, đang ăn cái trường tiền trợ cấp xã hội đó, thì người ta phải cần thời gian để người ta mới off cái đó được. Thì đương nhiên hồ sơ lúc đó là bị từ chối, nhưng mà chỉ vì bị từ chối vì cái lý do đó thôi thì mình vẫn có thể nộp lại Inland và mình làm lại hồ sơ. Thì cái hồ sơ đó là chính ta làm cách đây cũng nghĩ chắc 5-6 năm về trước, lúc em chưa có vô, nhưng mà đó là một trong những lý do mà họ tin cái mối quan hệ của hai người là thật, họ tin là vợ chồng thật, nhưng họ vẫn từ chối là vì trong quá trình xử lý hồ sơ họ phát hiện ra là cái người bảo lãnh đang nhận welfare. Anh nãy giờ mình nói về những cái hồ sơ nộp permanent resident, còn những cái trường hợp mà nó hồ sơ temporary visa hoặc là work permit thì sao anh?
Tại vì em mới nhận được một câu hỏi của một bạn, bạn học live PG Work Permit. Và trong lúc mà bạn nộp, bạn bị thiếu giấy tờ. Bạn biết điều đó luôn nha. Nhưng mà cho tới khi mà bạn bị từ chối hồ sơ, bạn mới web form. Và sau đó nó vẫn kết quả nó vẫn bị từ chối. Thì cái trường hợp này mình có được kháng cáo không ạ? Hồi nếu mà em đọc cái section 61 á, của bộ luật di trú, nó chỉ cho cái quy định kháng cáo cho permanent resident visa thôi. Khi mà mình nói vấn đề kháng cáo, nhiều người sẽ nói là nếu mà visa thì visa nào cũng kháng cáo được không? Trong cái luật nó ghi là chỉ có permanent resident visa mới được kháng cáo thôi. Còn những cái dạng khác thì sẽ không có quyền kháng cáo. Vậy thì trong trường hợp này là bạn phải apply lại hay sao? Trong cái trường hợp này là bạn phải apply lại. Tuy nhiên là mình phải coi là bạn có còn đủ cái điều kiện của PGWP nữa hay không. Tại vì các bạn nhớ là PGWP là mình phải apply 180 ngày kể từ ngày mình hoàn tất cái chương trình học. Thì mà cái hồ sơ PGWP giờ nó xử lý rất là lâu, có thể 5-6 tháng. Thì nhiều khi tới cái lúc mà mình nhận được cái quyết định cuối cùng là từ chối thì mình đã quá cái 180 ngày đó rồi. Và nếu như cái hồ sơ đó mới từ chối thì mình vẫn còn một cái cơ hội cuối cùng. Cái cơ hội này rất là mong manh, nó khoảng chừng 10% thôi. Nhưng mà mình có thể request họ để reconsider cái hồ sơ của mình. Nhưng mà mình phải làm liền. Tốt nhất là trong vòng 30 ngày từ cái ngày mình nhận cái thư từ chối đó. Nhưng mà càng sớm mình tốt thì mình có thể gỡ cái web form và mình viết một cái thư mình request họ để reconsider lại hồ sơ đó. Vì mình lý do mình thiếu cái gì đó. Với lại mình cũng nhắc các bạn luôn là khi các bạn làm những hồ sơ gia hạn study permit hay là làm work permit PGWP hay là bất cứ hồ sơ gì, mình là người nộp đơn, mình có trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ giấy tờ trong cái bộ hồ sơ của mình. Có những người officer họ dễ thì họ sẽ gửi thư hay là gửi email kêu bạn bổ sung, nhưng mà 99% là họ sẽ từ chối. Thì các bạn nhớ là đừng có nghĩ là cái này nó chỉ là cái PGWP đơn giản, mình đi học đàng hoàng, mình đâu có vấn đề gì đâu, mình cứ tự mình làm thôi. Đúng, nếu các bạn có thể tự làm được thì rất là good. Nhưng mà các bạn phải nhớ là nộp đầy đủ, đọc cho kỹ cái yêu cầu của nó và nộp đầy đủ hết. Có thể mình nộp dư nó cũng không có mất gì. Nhưng mà đừng có nộp thiếu. Những cái gì mình cảm thấy không chắc, không có rõ ràng lắm thì mình phải explain. Thà là mình explain dư chứ đừng có lơ nó. Tại vì những cái gì mình nó đã là issue, nó đã là vấn đề thì mình phải correct, mình phải fix cái đó, mình phải sửa chữa nó trong hồ sơ của mình. Mình nói ví dụ như các bạn có một học kỳ các bạn học part time chẳng hạn, hoặc là các bạn nhiều khi có nhiều bạn học nhanh quá, có nghĩa là muốn học cho nó nhanh, thay vì 5 môn một học kỳ các bạn học 7 môn một học kỳ. Thì thay vì chương trình nó 2 năm các bạn học mới có 1 năm rưỡi là các bạn xong rồi. Đó, thì những cái bạn như vậy thì nó bất bình thường thì mình phải giải thích. Hoặc là những cái mà bạn nghỉ nhiều nè, ví dụ giờ lỡ trong cái chương trình học mình có một cái vấn đề đó mình nghỉ, thì mình phải có những cái giấy tờ của trường này nọ để chứng minh là mình đã xin phép và cái đó là trường nó có cho phép mình nghỉ. Có một cái mà em thấy các bạn hay bị mắc phải, đó là mấy bạn gấp. Không biết đâu ai hối gì đâu, người ta cho mình đúng 180 ngày để mình nộp mà mấy bạn rất là gấp, mấy bạn nộp và mấy bạn nói ôi mình đang chờ cái này chờ cái kia và mình đang thiếu á, thôi mình nộp trước rồi mình web form. Nhưng web form cũng phải sau khi nộp mình web form, chứ không phải đợi tới khi nào mà nó từ chối cái hồ sơ của mình rồi thì mình web form, thì lúc đó em thấy là hơi bị muộn ha. Đúng rồi. Cái nhất các bạn nhớ là khi các bạn nộp hồ sơ đặc biệt đang nói PGWP, thì khi các bạn nộp PGWP, một khi các bạn bấm submit thì là các bạn automatically có cái implied status, có nghĩa là cái quyền mình được đi làm trong khi mình chờ cái quyết định cuối cùng sẽ trú. Nếu như cái study permit của mình lúc đó vẫn còn hạn, mình vẫn được phép đi làm, cho nên không có cái gì gấp rút để mà mình phải làm gấp rút cái hồ sơ PGWP để mình có permit. Cái thứ hai là các bạn nhớ là mình nộp hồ sơ mình phải nộp cho đủ, mình phải cố gắng mình nộp cho tất cả mọi thứ đầy đủ trong hồ sơ. Và cái web form mình cũng không thể nào tin tưởng nó được, tại vì cái web form đó nó cũng hên xui dữ lắm. Có khi mình nộp web form vô 5-7 ngày sau mình sẽ có một cái xác nhận là nó đã nhận cái thông tin mình nộp rồi, có khi 2 tháng sau mình mới nhận được cái confirmation, một cái email là nó đã nhận cái giấy tờ từ web form rồi. Cho nên lúc đó mình không có biết được là officer họ có nhận được cái đó hay không. Và một cái điều nữa là officer họ không có trách nhiệm coi cái hồ sơ, coi những cái giấy tờ nào mà mình nộp sau cái hồ sơ. Có nghĩa là
Yes, về mặt công bằng thì khi mình nộp hồ sơ vào thì khi mình web form những gì vào thì officer họ sẽ review nếu như vẫn đang trong quá trình xử lý hồ sơ đó. Tuy nhiên là họ cũng chưa chắc họ sẽ nhìn và họ không có trách nhiệm họ phải nhìn. Nghĩa nếu là như họ có những họ có cái quyền để họ phớt lờ nữa anh. Đúng, họ có thể phớt lờ cả cái web form của mình, tại vì cái trách nhiệm của họ là những cái gì em nộp lúc em submit hồ sơ là cái application của em, là lúc em nộp hồ sơ là tất cả những giấy tờ lúc đó thôi, là cái trách nhiệm họ phải nhìn hết tất cả mọi thứ lúc đó. Còn những cái gì web form về sau thì không có ai dám chắc là họ có nhìn qua cái đó hay không. Cho nên là đặc biệt khi mình làm những hồ sơ mà giống như study permit hay là gia hạn work permit hay là làm BCWP á, thấy thì nó dễ nhưng mà một cái sai sót của nó sẽ dẫn đến rủi ro rất là lớn, cho nên các bạn phải để ý kỹ trong cái vấn đề làm hồ sơ đó. Ok, nói chung là video ngày hôm nay cũng dài rồi, nói từ hồ sơ inland cho tới qua tới BCWP thì mong là những cái thông tin nãy giờ tụi mình cung cấp về, nói chung là hôm nay chủ đề chính vẫn là kháng cáo, thì góp phần giúp ích cho các bạn có thêm thông tin. Tại vì tụi mình không muốn các bạn mất tiền vì những cái lời nói bâng quơ của một số những cái người họ làm, và họ làm fail hồ sơ của bạn rồi họ nói là kháng cáo cứ kháng cáo thôi, và họ lấy của bạn rất là nhiều tiền, thì mình thấy rất là đáng tiếc, kiểu như là tiền mất mà còn tật mang nữa. Thì ok, nếu như mà mấy bạn có bất kỳ những cái vấn đề thắc mắc gì về hồ sơ của mình thì các bạn có thể inbox cho page Vietcan của tụi mình. Nhưng mà mình nói nhỏ mấy bạn nha, mấy bạn nhắn cho tụi mình đó, mấy bạn nhớ ghi kỹ là trường hợp của bạn như thế nào. Tại nhiều khi mấy bạn nhắn chỉ là hai bạn mình muốn tư vấn xong mà không biết tư vấn cái gì, xong mà bạn nói là bạn muốn tư vấn y mà mình cũng không biết mấy bạn case của mấy bạn như thế nào nữa, mặc dù là mình đã list rất là nhiều câu hỏi để mà mình tìm hiểu về cái trường hợp của bạn đó. Thì các bạn nhớ trả lời giùm mình những cái câu hỏi mà tụi mình đã list ra, để có gì tụi mình biết được tường tận là cái case của mấy bạn như thế nào, để lúc quá trình mình tư vấn thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian của bạn cũng như là tiết kiệm được thời gian của tụi mình luôn nha. Nói rõ nói lòng luôn. Cảm ơn mấy bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn nút like, share và subscribe kênh để nhận được video mới cho mỗi lần tụi mình ra video nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye.